xin chào cô chú anh chị với đến với kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ. Hôm nay Thành Vũ rất là vui khi mà sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một căn nhà với diện tích bề ngang là ngang 7m nha anh chị, và dài là 25m, nằm ngay mặt tiền đường nhựa luôn đó, và giá đúng 2 tỷ luôn đó. Và căn nhà này thì vị trí thì Thành Vũ sẽ tiết lộ qua sau video nha anh chị đó. Và căn nhà này đây đó, mặt tiền đường nhựa ha, từ đây nè mà mình đi thẳng ra chính là quốc lộ 50 nha anh chị đó. Và căn nhà mình đó là ngang 7m, một cái thiết kế rất là dễ thương luôn, rất là xinh xắn luôn, kiểu giống như là một cái căn nhà để nghỉ ngơi nghỉ dưỡng xíu anh chị. Phía trước khoảng sân mình là khoảng 5m nha, phía trước khoảng sân này 5-6m luôn nha anh chị đó, thụt vô biết qua sâu luôn đó, cho nên là đường mà nó có mở rộng thêm mỗi bên 5-6m nữa chắc cũng khá là ok. Qua đường này á là được con đường thông nha, đường thông, xe ô tô xe tải đi được luôn đó, và xe tải loại lớn đi vô bình thường luôn nha anh chị. Và ở đây thì khu dân cư nè anh chị thấy không, nhà dân thì san sát với nhau. Bên đây thì có một cái căn nhà 2 lầu nữa nè anh chị đó, một cái căn nhà cũng cổng rất là bự, xây 2 lầu luôn rồi, cho nên ở đây không vướng quy hoạch gì hết nha anh chị, yên tâm đó. Dân cư san sát với nhau, đường xá đông đúc. Cái con đường này phía trước bề ngang là khoảng 5-6m nha, rất là rộng, rất là bự. Và ở đây thì cũng gần thị trấn nha anh chị đó. Phía trước nhà này khoảng sân này khoảng 6-7m anh chị, dài thật sự rất là dài. Bên đây thì có một cái cây xanh nữa nè, và chán xăng hết rồi ha. Cái chỗ này không phải là những cái vết nứt luôn nha anh chị, một cái kiểu nó như vậy á đó. Bên đây thì có trồng một cây hoa sứ nữa nè, với bề ngang là 7m đó, rất là rộng luôn. Bên đây thì làm hàng rào sẵn cho mình rồi, hàng rào của căn nhà này thì thấp thôi đó, khoảng 1m thôi đó, bé bé xinh xinh nhưng mà dễ thương nha anh chị. Rồi ở đây trước khi vào nhà thì mình có một cái lớp cổng đó nè, một cái lớp cổng rất là đơn giản, quá đơn giản luôn, một cái lớp cổng sắt ha, màu đen đó, mở ra mở vô, xe ô tô có thể vào đậu trong sân nhà mình được luôn. Và đây chính là khoảng sân của căn nhà mình đây đó, rộng rãi và thoải mái không kém luôn anh chị. Rất là dài đó, khoảng sân này dài khoảng 10m nữa anh chị đó, khoảng 10m ha đó, ngoài trước nữa là 15m nữa ha. Rồi đó, ở đây thì có hàng cây nha anh chị, 25m là tính từ đây nha đó. Ở đây có những cái cao kiển nữa nè, có tổ chim này kia rồi, và có những cái chậu cây được làm hai bên bức tường. Và tường nhà mình á thì được sơn cái màu xanh dương đậm đậm đen nha đó, rất là dễ thương luôn. Và làm kiểu bên đây trồng cái hàng trúc cho mình luôn rồi nè đó, rất là thoải mái. Có luôn một cái cây mai, có một cây mai bé bé xinh xinh được đặt ngay góc nhà. Cái khoảng sân này mình đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ, rất là dễ thương đó, rất là ok. Thì một cái căn nhà vùng ven như thế này thì cô chú anh chị có thể chạy ô tô ra về cuối tuần này kia đó anh chị, về đây nghỉ ngơi nghỉ dưỡng cũng được ha anh chị, và cũng có tiềm năng phát triển đó, rất lớn luôn. Đường nhựa, bề ngang diện tích rộng ha anh chị ha, và chiều sâu diện tích sâu luôn đó. Và căn nhà của mình thì một trệt một lầu nha, một trệt một lửng nha anh chị. Cái lầu thì nó hơi nhỏ một xíu đó, được thiết kế như vậy. Và làm thì mái ngói nha, ở trên ở giữa mái tôn, và phía trước này là làm mái ngói nè đó. Phía trước của đây thì có một cái khoảng hiên làm mái ngói sẵn cho mình luôn rồi. Đây mái ngói đồng tâm ha, rất là đẹp và rất là dễ thương. Xây full đất luôn, xây full bề ngang 7m luôn. Phía trước này thì làm một cái chậu cây nè, và cái khung cửa sổ nhà mình thì từ cái không gian phòng khách này nè mình nhìn ra cái chậu cây này, rất là dễ thương luôn anh chị đó. Kiểu nhà này Thành Vũ rất là thích, rất là ok. Đây là khoảng sân trước nhà mình đây đó, hàng ba phía trước ha, về mình làm mình đổ ra thêm cũng được, hoặc là để gì đây cũng được ha anh chị. Phía khoảng sân của mình đó thì đang bây giờ thì tráng xi măng thôi, bê tông thôi đó, về mình ốp lát gạch đồ nữa thì ok ha anh chị ha. Và đây anh chị cùng Thành Vũ khám phá bước vào bên trong căn nhà nha. Mặt dựng của căn nhà thì được sơn từ màu xanh nè, và xanh lam và xanh đậm đó, hai màu cùng tông đó, xen kẽ với nhau. Cửa nhà mình thì cửa nhôm ha, cửa nhôm sinh pha, kính cường lực 4 cánh ha, rất là chắc chắn luôn anh chị đó, mở ra. Và đây khoảng sân nhà mình đây được ốp lát cái phía trước đó. Này thì làm cái mái che sẵn cho mình rồi nha, mái che của mình là khoảng 1,5m nha anh chị đó, nó rất là sáng, rất là mát luôn. Bên đây á thì cũng có một cái khung tranh cho mình đó nè, về mình treo một cái bức tranh ở đây. Và cái khoảng cửa mình là cửa 4 cánh nha anh chị đó, cũng rộng nha, tại vì nhà mình 7m cho nên cái cửa này nó tầm khoảng 2m nha anh chị. Cửa kính cường lực đó, 4 cánh đó, nhôm sinh pha kính cường lực ha. Và bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ vào bên trong khám phá căn nhà ha. Đây là không gian phòng khách của căn nhà đây anh chị,
đó, một khoảng không gian phòng khách bề ngang 7m nha, phía trước là khoảng sân, ở đây là không gian phòng khách nè. Đó, về mình làm treo kệ tivi này kia đồ ở đây cũng được. Và cái bức tường ngăn ở đây thì cũng trang trí cho mình những cái bậc tam cấp rồi. À, có thêm những cái khung nữa để mà mình để trang trí những cái chai rượu hoặc là này kia đồ vô ha anh chị ha. Ở dưới thì gạch của mình thì dùng hai màu, một màu xanh và một màu trắng đó, đang xen với nhau, rất là dễ thương. Ở trên thì trần lâm phong thạch cao nè, được sơn cái màu xanh và trắng ha, và xanh đậm ha. Đó, ba màu phối cùng tông với nhau, rất là dễ thương luôn anh chị. Không gian phòng khách này thì mình có thêm một cái cửa sổ nữa là đây anh chị. Đó, một cái cửa sổ 4 cánh ha, nhôm sinh pha 4 cánh. Đó, rất là đẹp luôn. Nhìn ra khoảng sân nhà mình à, có những cái khung bậc khung này kia rồi nữa anh chị. Đó, bên đây có những cái khung khung để nữa ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Đó, phía bên đây, đây ngay trang góc này thì được cái trần lâu phong thạch cao, được làm những cái những cái kiểu cũng khá là ok. Đó, ở giữa phòng khách và không gian bếp thì được ngăn bởi một cái bức tường như thế này anh chị ha. Và bước vào bên trong đó thì cái nền nhà được đôn lên cao ha. Và đây là không gian phòng ngủ của căn nhà đây. Đó, phía sau này mình có một cái không gian phòng ngủ ha, có cửa sổ luôn nha anh chị. Đó, một cái cửa sổ nho nhỏ rất là dễ thương, mở ra cho nó thoáng ha. Trên trần lâm phong thạch cao đầy đủ, ở dưới thì cũng gặp giống như phòng khách thôi. Đó, và sơn cái màu xanh cho nên là nó nhìn hơi tối một xíu ha, tại vì cái bóng đèn vàng đó anh chị. Đó, cho nên nó hơi tối một xíu nhưng mà cũng rộng rãi và không thông tối không kém. Ngoài này thì không gian phòng khách cái phòng bếp của căn nhà đó anh chị. Đó, một không gian phòng bếp bé bé xinh xinh cũng rất là dễ thương luôn. Trên trần lâm phong thạch cao nè, ở đây thì có làm một cái điểm nhấn nè anh chị. Đó, nhìn cũng dễ thương ha anh chị ha. À, bếp của mình thì một cái bếp ở dưới thôi. Đó, bếp nhôm ở dưới, kính cường là kính màu ở dưới ha. À, trên đây có làm sẵn cho mình cái tấm kính luôn rồi. Về anh chị làm thêm một cái tủ nữa thì ok, bàn ăn ở đây thì cũng ok ha. Và ở đây thì phía sau thì khung kính cường lực nè, đó để cho cái không gian mình nó trở nên sáng và nó thoáng ha. Một cái hệ cửa trượt ở đây, đó cũng kính cường lực luôn. Và ở trên này thì mình có gây trượt ha anh chị ha. Ở dưới này thì mình không có làm cái gây, nó dơ đó. Và phía sau đây thì mình còn thêm một cái khoảng sân vườn ở phía sau nữa nha. Đây, một khoảng sân vườn rất là rộng luôn anh chị. Ok anh chị. À, có làm bồn cây sẵn cho mình rồi, làm thêm hệ trúc này kia nữa ha anh chị ha. Và có luôn một cái cầu thang ở phía bên đây. Đó, màu nha, màu đỏ nha anh chị. À, có luôn một cái sàn âm nữa nè. Đó, những cô chú anh chị lớn tuổi thì rất là thích một cái sàn âm như thế này. Rồi có thêm có ốp gạch ở đây rồi, tránh dơ anh chị. Lavabo thì đặt ngoài này. Và bên đây đó thì mình có hai nhà vệ sinh nha, một cái nhà vệ sinh, một cái nhà tắm. Đó, một cái nhà vệ sinh thì bé bé thôi, trong đây thì chỉ có bồn cầu thôi. Đó, bên nhà vệ sinh thì có bồn cầu thôi nha anh chị. Không chụp rồi. Đó, gạch ốp lát chân tường cao 2m nha. Rồi có vòi này kia rồi để vệ sinh, có thêm cửa nữa nè. Bên đây thì không gian nhà tắm bên đây. Đây, nhà tắm thì không có bồn cầu trong đây ha, nhưng mà vòi hoa sen nè đầy đủ cho mình, sen đứng sen ngang đầy đủ ha. Gạch này cũng sạch sẽ chị, gạch này cũng thẩm mỹ ha. Rồi dưới gạch chống chân trượt. Phía ngoài này thì đó, như hồi nãy thành Vũ chỉ anh chị đó, nó có một cái lối lên tầng trên nha. Đây, bây giờ mọi người cùng thành Vũ bước lên. Đó, cầu thang này thì đi cũng im ha anh chị ha. À, lan can nè, lan can sắt đi cho mình an toàn. Và không gian chỗ này thì cũng thành Vũ thấy rất là thích. À, mái che rồi có thêm một cái sảnh, cái phần đổ ra như thế này đó, nhìn nó ok ha anh chị, rất là mát luôn anh chị. Đó, gió mát cực kỳ luôn. À, có mái che này kia đồ cho mình rồi cho nên nó không có bị nắng, và với lại là gió ngay hướng gió anh chị. Đó, một không gian như thế này, nhà dân thì anh chị thấy á, san sát với nhau ha anh chị ha. Và trên này á, thì mình cũng có không gian đầy đủ để cho mình sinh hoạt luôn. À, phía bên đây là cái đường nhựa nha anh chị, một cái đường lộ phía bên đây nữa nè. Đó, hai đường lộ, mặt tiền và mặt sau của mình. Bên đây thì xây tường ha, và chỗ này thì đang để trống như vậy đó, làm cho không gian nhà mình nó thoáng hơn, mát hơn nha anh chị. À, đây là không gian một cái căn phòng ngủ và nhà vệ sinh bên trong, nhưng mà cái ổ khóa nó đang bị hư rồi nha anh chị, không có vô được đó. Rồi bây giờ thành Vũ sẽ quay cho anh chị xem cái căn phòng phía bên đây. Ở đây thì mình có thêm một cái căn phòng nữa đó. Trên đây thì nó chiều cao nó thấp hơn đó, nhưng mà cũng đầy đủ, nhưng mà cũng mát nha anh chị, có cửa sổ thông ra luôn, giống như là một cái gác lửng vậy đó, nhưng mà làm kiên cố hơn nha anh chị ha, và chắc chắn hơn đó. Như cái một lầu thì nó không bằng. À, ở đây thì trên đây thì trần lâm phong thạch cao thả, và ở phòng này cũng tương đối rộng nha anh chị, rộng á đó, anh chị ở thì cũng ok. À, như sức luôn ha anh chị ha. Đó, vậy nhà mình là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha anh chị.
đó, rất là thoải mái luôn, cái cửa thì thông ra ngoài này, rất là ok luôn ha anh chị ha. Rồi bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. À chị ơi, một căn nhà với diện tích là ngang 7m và dài là 25m nha, có luôn cái khoảng sân ở phía trước là tầm khoảng 5m nữa nè anh chị. Đó, mặt tiền đường nhựa luôn, và từ đây nè mà mình đi ra thị trấn á là khoảng 3 cây nha, đi ra mặt tiền đường nhựa nha anh chị. Đó, từ đây nè mà mình đi thẳng đường này ra là quốc lộ 50 nha, và đi ra thị trấn thì khoảng là 3 cây số nha anh chị. Đó, Thành Vũ nói trước nha, nhà này cũng tương đối là hơi xa một xíu thôi đó, nhưng mà nếu mà anh chị muốn một cái căn nhà diện tích rộng ngang 7m và dài 25m thì alo với Thành Vũ nha. Đó, một căn nhà này với giá là 2 tỷ đồng thôi, pháp lý là sở hồng riêng hoàn toàn luôn đó, và đất thổ cư 100% nha, không quy hoạch đó. Đó, Thành Vũ đảm bảo cô chú anh chị luôn. Và nếu mà cô chú anh chị quan tâm căn nhà này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và nếu mà căn nhà này mà chưa yêu thích thì anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.